Những đức giảng ở đây mà nó không chịu qua đây nghe, mà cuối cùng nó qua khu tăng nó giỡn mình, cuối cùng đứng ở chân cây sa la. Cái đứa bé nhỏ nó hỏi đứng cây sa la chi thầy, không biết sao kỳ cục, đứng ngay cây sa la hoài không chịu đi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Kinh vậy đó. Giống như có cái phần gì dịnh chân lại đi không được. Đó. Nên nó lợi chùa phải ngoan, tới giờ đi ngủ là phải đi ngủ đàng hoàng, chứ không có được mà tới giờ đi ngủ mà chạy đi giỡn nghe chưa. Ừ, nó phải ngoan thì duy phước nó lớn dữ lắm. Nên quý vị biết rằng là để lại cho con cái nền giáo dục, đó là cái quan trọng nhất của người làm cha làm mẹ. Nhớ nghe. À, chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy buổi tối thì tuần nào cũng có cái lớp học này. Những đức thấy cái lớp học này rất là ý nghĩa. Từ vợ chồng đi đến đây dẫn con theo, nó cũng được cái chỗ bồi dưỡng cho cái đạo đức vợ chồng, và cũng nghe những đức nhắc về định luật nhân quả. Mà tự nhiên mình làm chồng nó cũng chung thủy, mình làm vợ nó cũng chung thủy. Nhờ vậy mà gia đình nó mới hạnh phúc. Nên bây giờ cái cuộc sống gia đình nó vì cái việc vật chất mà nó dễ sanh ra vấn đề lu lộn xộn trong nhà vậy lắm. Nghèo nó cũng phiền phức mà giàu nó cũng phiền phức nữa, đa dạng hết trơn á. Nên như Đức nói rằng món tài sản lớn nhất mà chúng ta để lại cho con chúng ta là gì? Là đạo đức giáo dục. Này quan trọng. Mà mình gầy dựng cho con mình cái đạo đức, về sau mình cũng được con mình nó thương yêu níu với mình. Còn bây giờ mình mà không gầy dựng cho con mình đạo đức, sau này con mình nó trả đũa lại mình. Dù là nó có học vị nó vẫn trả đũa với mình. Thấy không? Nên cái gầy dựng mà cái đạo đức nó quan trọng dữ lắm, cực kỳ quan trọng. Nên mấy đứa nhỏ đi đến đây làm gì nè, mà cái thời khóa niệm Phật á 20 phút vậy thôi đó, mà nó sanh duyên sanh phước cho các giáo lớn lắm. Mà cũng gầy dựng cái duyên này nghe, sau này cuộc đời các cháu mà nó gặp những sự trở ngại gì, nó cũng có cái cơ duyên nó nương tựa Phật pháp. Ờ, hay lắm á. Các vị coi nhiều người á, người ta tu hành mà cũng nhờ cha mẹ người ta mà dẫn dắt người ta từ khi còn nhỏ. Từ khi còn nhỏ mà đến chùa chiền lai rai. Vậy mà cái nhân duyên đó nghe, giúp cho người ta sau này lớn lên ta gặp Phật pháp ta tu hành. Cái nhân cái quả nó hay dữ lắm, gieo đặc biệt dữ lắm. Nên nít mà đi đến đây mà niệm Phật được 20 phút vào cái thời khóa mà chủ nhật á, ngày mai á, mỗi tuần á, các cháu nó cũng đến nó được niệm Phật lễ Phật. Nít mà vậy đặc biệt quý vị, con mình mà nó về sau đúng là nó lớn lên nó bắt hiếu với mình á, mà nhờ nó vô chùa giết á, sau này nó chuyển nghiệp á, chuyển á giỡn đâu. Ví dụ như những đứa thấy thằng trai mà con cô Nhung thằng đó nó chuyển từ từ dễ thương, thấy không, chuyển được lắm rồi đó. Đó mới vô nhìn ảnh cũng anh hùng lưu sương bạc lắm, mà nay cũng là dễ thương rồi đó, dễ thương. Bữa đó anh vô anh lễ Phật, lễ lên lễ xuống tự nhiên xì hơi cái tuấn. Xong nói ai vậy ta? À, thấy chưa? Không à, nhìn ảnh có duyên dễ thương. Mà ví dụ như càng dễ thương là ta nhìn thấy người ta càng thương. Mà ăn nít mà ai nhìn ta thấy thấy thương là thấy mình có duyên có phước. Thấy có duyên có phước rồi đó.
Nít mà người ta gặp mình mà người ta không ưa là biết tiêu à, không thấy thương. Như con mình sinh ra đi mà người ta gặp con mình mà người ta thấy không thương vô là mình tiêu. Đứa con này như chịu thua, không có duyên. Mà con người mà không có duyên quý vị thì sao có phước? Không có duyên sao có phước? Thí dụ như giờ ở trong chùa tu hành cũng nhiều người đi tu, mà có người đi tu được lợi ích và có người đi tu không được lợi ích. Giỡn đâu. Thí dụ như bây giờ mình ở trong chùa mình tu mà mình kiếm chỗ này chỗ kia mình trốn mình tránh, tới giờ tu mình trốn mình tránh, tới giờ là mình trốn mình tránh, sao được lợi ích? Đó là mất sự lợi ích cho mình rất là lớn. Nay từ bắt đầu tuần sau mà thứ bảy, những đức tổng kết lại, không có để cái cửa trên khu nhà anh kia chống nó đâu, bắt xuống hết, bắt đi lên cái điện tu. Ai vô cha, vô đây là phải vô trước thời gian, niệm Phật 20 phút, thấy không? Nó, những đức mà lo cho chúng vậy mà những đức còn cực lực, những đức tu duyên tu phước. Chi là cái người bình thường mới vô chùa tu, nên nó phải khép họ vào cái chuyện tu hành mới có lợi ích, chứ bỏ bê tha là không được lợi ích. Giờ này những đức thấy phòng những kia có nhiều phòng còn trống, thấy bắt đèn, từng này thôi tha cho đó, từng sau phá sạch lên hết. Người nào lên đây là lên đây, người nào lên chánh điện tu thì đẩy lên chánh điện tu hết. Nó có một thợ tu. Quý vị biết rằng chùa mình là cái nhân duyên phước báo lớn. Người mà thiếu duyên phước, thiếu phước không ở chùa mình được đâu quý vị, 100% quý vị luôn. Ngôi chùa duyên phước mà quý vị công nhận không? Bây giờ cái cuộc sống bây giờ mà ngôi chùa mà lớn gì mà đông người ta gì mà cuộc sống đầy đủ, phong phú vô cùng. Vì đến đây vì thấy cái gì thiếu không? Nó cái cõi ta bà mà gì đâu có đơn giản. Những người nhỏ nhỏ này họ không hiểu đâu quý vị ơi. Mình không ghép họ vào cái chuyện tu hành là uổng cuộc đời của họ. Thả trôi thả nổi. Nên từ nơi đó mà sống trên cái phước duyên mà không hiểu. Khi nó hết duyên hết phước thì nó đâu ở chùa được đâu quý vị. Cặp mắt như đức đi tu mười mấy năm nay, thấy cái người đi vô chùa và đi ra khỏi chùa mà te tua là biết bao nhiêu nói chưa. Là do tại cái gì? Do không biết tích lũy duyên phước. Con người nghe quý vị, sống mà vô duyên là không bao giờ có phước đâu. Vô duyên là gì? Ai gặp mình cũng thấy không thương nổi. Thấy chưa? Sống trong đoàn thể mà không ai ưa thì sao ở chùa đây? Thí dụ như bây giờ cái nơi đông người mình ở, mình mới được người ta thương mới ở được. Chứ mình ở chỗ đông người mà không ai ưa mình sao mình ở đây? Bây giờ ví dụ như quý Phật tử vô đây cộng tu, mà nếu như quý vị là cái người mà thiếu duyên, những đức xin thưa quý vị nghe, vì không bao giờ bị vô đây ở được đâu. Vô đây giống như là bị trở ngại không à. Mà mình tưởng đâu ai trở ngại mình. Không phải đâu, chính mình trở ngại mình. Thấy không? Chính mình trở ngại mình. Bật cái lo chỗ nhìn đức lớn lên chút rồi ta. Lo chỗ này nặng quá. Rồi chiều cũng nặng, giờ cũng nặng. Nên từ nơi đó mà mình dạy con cháu mình tu duyên tu phước. Mà tu duyên tu phước là ngay gương mặt mình đó các con. Cái gương mặt gọi là mặt tiền á. Mặt tiền là mặt gì phải không? Mặt tiền là ngay trung tâm á. Con người mà vui vẻ nghe quý vị, xin thưa quý vị nha, là mặt tiền. Còn cái đứa mà đi đâu cũng cái mặt chầm chầm chù ụ là đường hẻm. Cho quý vị biết đường hẻm đó. Bây giờ đẹp mà không biết cười cũng là đường hẻm. Quý vị thấy có những căn nhà thiệt đẹp mà nằm trong đường hẻm không? Quý vị thấy có những căn nhà không đẹp mà nằm ngay mặt tiền chưa? Đó. Nên từ nơi đó, con người không được đẹp mà vui vẻ là mặt tiền. Một nụ cười 10 thang thuốc bổ mà quý vị. Khéo tu duyên phước thì duyên phước mình dạy.
Không khéo tu duyên phước thì duyên phước mình không có. Vậy thôi. Cái người sống trong cái hội chúng này khéo tu duyên tu phước hay không là do chính quý vị. Quý vị biết là từ sáng mở mắt ra mà tới giờ này nhà Đức có nghỉ ngơi gì đâu. Phục vụ người ta suốt luôn. Nên có nhiều người nói thầy công nhận đi tu sướng ghê, ai gặp cũng cúng dường, ai gặp cũng thương, nhiều người quý trọng. Cái cực lực hết mình mới được gì chứ chuyện giỡn chơi. Đúng không quý vị? Ví dụ như giờ như một số người đi vô chùa ở lai rai tà tà chắc không dám được gì đâu, không có cửa đó đâu, hiểu không? Giống như những đức có ông huynh đệ chùa đang phát triển gì phục vụ chúng sanh là quá đặc biệt quý vị, giờ chạy đi vòng vo tâm quắc lang thang đầu này đầu kia, bữa đó cầm thấy cái dù, cầm cái dù đi đi rước người ta, thì đức nói thấy chưa, duyên phước khi nó kém rồi nó khiến mình vậy đó quý vị. Nó nên nó nhận đức nó rằng mình mà đi đến một cái cơ ngơ mà có duyên phước mình cũng dễ tu duyên phước, đúng không? Mà cái cơ ngơ mà nhiều người ta biết đến mình cũng dễ đến để mình tạo duyên phước nhanh hơn. Còn bây giờ mình đi đến ngay cái ngôi chùa mà không có ai đến chứ lấy đầu tu duyên phước, vì nó không có cơ hội cho mình đó quý vị, thấy không? Ví dụ như giờ mỗi tuần thứ bảy nha Đức hướng dẫn Phật pháp, nói chuyện chút, nhưng mà trước nhất là có một hộp sữa với ổ bánh mì rồi, quý vị thấy chưa? Đó, thấy cái quả xanh liền, thấy chưa? Đó. Nên quý vị coi, ví dụ như hộp sữa gì với ổ bánh mì giá chót gì cũng 5.000 không? Đó. Còn nhớ hồi xưa hộp sữa này có 2.000 mà ta. Sữa nó 2.000 không con? 10.000 hả? À, ổ bánh mì này 1.000 không? Nó quý vị coi á, ví dụ như hơn 1.000 phần nó cũng đã bao nhiêu của người ta rồi. Nó ví dụ như giờ ngồi không, không có gì chơi, mấy đứa nít nó cũng buồn lắm đó quý vị ơi. Ngồi xong nó tự nhiên á, không có gì chứ, nó bụng, đúng không? Đừng nói nít buồn, người lớn hơi buồn. Đúng không? Đó. Nên á, một cái ngôi chùa mà có duyên có phước mới làm được vậy chứ. Bây giờ không, không có duyên có phước lấy đâu làm. Nó nên á, của người ta cúng cho, trả lại cho người ta. Cái siêng tu duyên tu phước, cả đời siêng tu duyên tu phước. Nên ví dụ như Đức lên ngồi nói chuyện gì, như Đức cũng tu duyên tu phước chứ gì. Chứ không có những Đức nói chuyện đây, quý vị lên đây làm gì? Một trăm phần trăm quý vị. Nếu không có những Đức nói chuyện là không phải vì cái ổ bánh mì này và hộp sữa này đâu. Đúng quý vị? Đến đây làm chi bây giờ? Đó. Bắn tim te tua. Nên đây cũng là một cái hoàn cảnh để cho những con người mà mình một tuần lễ làm việc nặng nề nó cũng nhẹ nhàng cái tâm, tích tụ năng lượng, đúng không? Có một cô này cổ miền ngoài, cổ vô đây cổ tu, mà không biết hôm nay cổ có ngồi đây không. Chồng của mấy ngày nay đi kiếm cổ, mà bà đang có bầu 4 tháng. Nhìn Đức khuyên cô nên gặp chồng cô, tại ông đó cũng làm việc bên công an hay gì đó, nên ổng mới hởm tới giờ ổng nhờ công an đây tìm kiếm quá trời, cũng đến hỏi nhà Đức hoài. Thôi giờ mình muốn đi tu mình nói chuyện cho rõ ràng đi, đúng quý vị? Chứ để người ta ra vô ta hỏi người trong chùa hoài thấy cũng kỳ. Bữa đó ông lại ở đây ông hỏi nhà Đức, rồi nhà Đức chỉ qua bên kia nhờ mấy thầy bên kia sắp xếp giùm.
Nên từ nơi đó mà cũng khó, thấy không? Nên thôi, mình đã bày ra thì bản thân của mình tự dàn xếp đi. Chứ bây giờ mình trốn tránh rồi sao quý vị? Cỡ nào ở trong bụng mình cũng mang đứa con của người ta, người ta tìm mình đó. Mình gặp người ta mình nói cho rõ ràng đi, để mình tiện bề mình tu, lẽ mình đi trốn hoài quý vị, thấy không? Nó nên cái cuộc sống trong cuộc đời này nghe quý vị, có những chuyện gì mình nên đối diện sự thật của nó đi quý vị. Trốn tránh không phải là một cách để giải quyết đâu. Mình nên rõ ràng đi. Bây giờ mình đi tu mà ta lên đây ta gình gặp ta đi tìm thế cũng kỳ. Lãng kìa tìm. Chùa bây giờ đông người quá. Có nhiều bà mà cũng bị chồng chửi chồng đánh cái bỏ nhà đi. Đừng có vậy vị ơi. Bỏ đi xong cái nhiều ông lên đây ông tìm. Tìm cái ông hỏi sao thầy giấu vợ tôi. Trời. Thấy không? Vợ mình mà ai giấu quý vị, đúng không? Ai giấu vợ mình chi? Nó nên từ nơi đó những đức khuyên quý vị, có những việc trong cuộc đời này, cái gì mình nên đối diện sự thật của nó để giải quyết cho nó rõ ràng một lần cho đâu rồi đó đi, đúng không? Nó nên ổng hồi nãy mới qua ổng quằn quằn tìm nữa. Những ăn nói hình như nãy thấy cô đó vô đây, chúng vẫn đứng ngay cổng chùa không chờ, đúng không? Nó thấy không, mấy đứa nhỏ nhỏ thấy không các con, dính vô chuyện vợ chồng thấy cũng khổ ghê, thấy không? Đúng, rõ ràng có chồng như gông đeo vào cổ, đúng quý vị? Đúng mà bây giờ không có chồng chịu không nổi, hiểu không? Có giọng ngồi kế bên nó đúc đúc ở chừng đó nghe. Nên từ nơi đó mà mình đã chọn thì mình bây giờ mình phải sống cho đặc biệt. Bây giờ vợ chồng cố gắng bồi dưỡng để sống làm sao mà, vì mình còn nghĩ về con. Bữa đó có đứa bé nó 12 tuổi. Nói này cho quý vị làm cha làm mẹ kinh nghiệm nghe không? Thì hai vợ chồng sống với nhau cũng giữa đường gãy gì à? Giữa đường gãy cổ, gãy gánh chứ quên. Thì vị biết rằng sau này cô này cô quen thêm người khác, thì đứa con cổ mới 11 tuổi à, 11, 12 tuổi à. Ông cha dượng ông cứ đùa với con bé hoài, con bé nó không có chịu, thấy không? Nói với mẹ nó thì mẹ nó lại nói với ổng thì ổng nó không có, mẹ nó lại tin cái ông đó, mà con bé nó cũng buồn, nó lỡ nó nói đây như nước nghe nè. Nên quý vị ơi, có khi con mình mà nó lớn lên á, mười mấy tuổi này, mình có những cái mình làm cha làm mẹ kiếm tiền. Nhưng mà mình cũng có cái thời gian để mình hỏi han con mình nghe quý vị. Vì con mình có lứa tuổi mà nó đang phát triển cái tuổi này nè, nhiều tâm tư lắm. Mình nên gần gũi con mình. Nên cái vai trò làm cha, làm mẹ, làm thầy nó có vai trò làm bạn quý vị, để gần gũi. Giờ con nó nói lên vậy mà mình không tin nó, tội nghiệp nó, thấy không? Nó, mình nên tìm hiểu cho kỹ. Nên những đức nói rằng mấy cô mà có chồng mà mình hết duyên nợ nhau á, mà lỡ chia tay đó, mà mấy cô mà có chồng nữa thì mấy cô coi sắp xếp làm sao cho phù hợp. Chứ để không thôi á, họ vô nhà mình, họ giết mình, họ giết luôn con mình á, giết cả đám hết á, hiểu chưa? Ừ, tại vì người ta đâu có tu hành gì đâu quý vị. Nên chúng ta mỗi người á, gặp những trường hợp đó đó, mình nên, nếu con mình nó nói với mình nên tìm hiểu nghe không? Nít mà khi nó phải nhận thức đó, mới 11 tuổi mà nó cũng hiểu rồi đó. Nít bây giờ nó hiểu nhiều lắm, nghe không? Đó nên mấy đứa nhỏ đây mà còn cha còn mẹ sống chung với nhau là các con mừng.
mừng khi cha mẹ mình còn sống với nhau, nghe không? Chứ cha mẹ mà chia tay, nó nói mình đi với cha mà không có mẹ, đi với mẹ mà không có cha. Mình giờ được học cái lớp đạo làm con này nè, các con về lúc nào cũng vậy chứ. Đi học về cái ở bên cạnh cha mẹ, nói cha mẹ ơi, cha mẹ vì chúng con mà sống cho hạnh phúc, nghe chúng con ngoan, chúng nghe con nghe lời cha mẹ. Chứ con thấy bạn của con mà cha mẹ nó ly dị nhau, bạn con nó buồn lắm, tội nghiệp nó. Quý vị nhớ nghe, cái thành phần mà tệ nạn xã hội nhiều là do vợ chồng chia tay nhau đó quý vị. Con mình nó bị buồn quý vị ơi, nó buồn rồi nó đi bụi đời đó. Nên bây giờ mình á, làm cha làm mẹ người ta rồi, bây giờ chúng ta đến với nhau có chuyện gì gói gọn lại một chút, để mà con mình nó có cha có mẹ dạy nó, hiểu không? Nó chứ đừng có đụng cái chia tay. Bây giờ chia tay nhiều lắm mấy vị ơi, không phải là xấu đâu mà nhiều bà cũng đẹp lắm mà cũng chia tay nữa. Nó, chắc mấy bà chắc thích mà thay đổi mới mẻ một chút thì sao, thấy chưa? Theo thời đại vậy, nghe không? Nhưng mà tội nghiệp là mấy đứa nít nè, nghe không? Nó giống như bây giờ cô Sưng đi, bả mà có thêm đời chồng nữa đi, quý vị coi đâu có được đi chùa mà yên gì đâu quý vị. Dù bà Sưng này mà bả mà mở cửa trái tim ra là có liền gì đâu. Bây giờ mình được gì là yên rồi, đúng không cô Sơn? Chàng ơi, vài bữa sao tự nhiên là nghiệp duyên nó đến, gặp cái ông rụng răng đến tìm như vậy. Chưa? Đó. Nên á, cái này mình phải suy nghĩ cho kỹ nghe quý vị. Đó là những đứa gặp rồi đó, nhiều đứa nít nó đến á, gia đình á, cũng gặp phiền phức đó. Nên mình phải cảnh tỉnh cao độ đó. Nên những đứa nói cái lớp học này nó khuyên mình về nhân quả. Quý vị ơi, chúng ta đến với nhau á, mỗi người bồi dưỡng một chút, để mà nó gây dựng một gia đình hạnh phúc. Cái sự hạnh phúc nó không phải chỉ có một người bồi dưỡng đâu, mà nó phải hai người kết hợp lại để bồi dưỡng một gia đình, đúng không? Đó. Nên những đức nói rằng làm việc gì làm, nhưng mà dành thời gian cho gia đình nhiều một chút. Mỗi tuần vợ chồng lúc nào làm việc xong rảnh rỗi là được ngồi với nhau, với gia đình ăn cơm chung, hỏi han nhau, khuyên nhau. Nhất là mấy bà mà gặp mà có chồng mà đi sớm về muộn nhiều á, tối ngày công việc á, giết rồi không khéo, cái tình nghĩa vợ chồng nó bị lạc lẽo đi. Nên những đức nói rằng á, là vợ chồng mà một người đi làm ở phương xa, một người đi làm ở đây, kiểu đó nó khó có hạnh phúc lắm quý vị. Lâu ngày xa mặt cách lòng, giết rồi nó lạc lẽo cái tình cảm gia đình. Nên á, cái gia đình hạnh phúc là tế bào của đất nước đó quý vị. Nếu đất nước chúng ta mà nhiều gia đình không hạnh phúc á nghe, là tệ nạn xã hội nhiều dữ lắm. Mà quý vị coi bây giờ con mình là tệ nạn xã hội thì hạt giống này hư còn gì. Nếu con mình mà được tiếp nhận giáo dục thì hạt giống này nó tốt. Chứ nếu như mà nó là tệ nạn xã hội thì tiêu rồi. Đó. Nên mình đi đến đây mình bồi dưỡng, bổ túc cái nhân duyên, để cho con cháu của mình nó có đạo đức quý vị. Những đức nói 100% với quý vị nghe, cái đạo đức nó không có xưa đâu quý vị. Như đức hỏi quý vị, đạo đức có xưa không? Đạo đức sao xưa? Bây giờ quý vị coi những đứa có trình độ gì đâu mà chỉ có ngay cái chỗ thương người thôi mà người ta đến với những đứa, thấy chưa? Đâu có xưa đâu quý vị. Đó. Này quan trọng nè. Không, nó nói với mấy đứa nít đến chùa mà nó cũng ngoan, nó cũng dễ thương. Nó ngồi ở đây mà nhìn thấy cũng dễ thương nè, thấy không? Ngồi đàng hoàng. Nó đâu có giỡn hết gì đâu. Nó nhìn thấy coi đứa thằng nào cũng dễ thương. Nhưng mà nhớ này nghe, đừng bao giờ chơi bạn mà kiểu mà ăn trộm ăn cắp mà học theo, nghe chưa? Mà lỡ mình có tính đó là phải bỏ liền. Cái tính mà ăn trộm ăn cắp là không bao giờ thành đạt gì sao.
không có thành đạt được đâu. Ăn trộm cắp sao thành đạt? Bây giờ ai ở đây mà thương ăn trộm ăn cắp đưa tay lên coi. Có ai thương ăn trộm ăn cắp không đưa tay lên coi. Bây giờ như Đức hỏi mấy nhỏ gái đây, ăn trộm ăn cắp dễ thương không các con? Không có dễ thương, thấy chưa? Ví dụ như mình gặp đồ người ta rớt mà mình lấy, mình bỏ trong túi mình để mình xài. Hoặc còn thấy điện thoại người ta để đó mà mình thò tay mình lấy điện thoại người ta là tốt hay xấu quý vị? Nó quá xấu. Xấu như con gấu. Nghe chưa? Nó nên cái nhân trộm cắp là cái nhân nghèo nàn. Nó bây giờ tất cả các bé còn nhỏ này nghèo cho sạch rách cho thơm, các con tập đi. Bây giờ họ mới có thằng nhỏ xíu xíu à, vô chùa mình thời gian cũng lâu lắm, mà cái camera nó quay lại nghe quý vị. Chèn ô, nó lấy điện thoại mà nó dàn cảnh thấy ghê thiệt. Nó vô trong cái phòng đăng ký á, nó ngồi nó hoài vậy đó. Rồi bắt đầu là nó chờ quý thầy chạy ra khỏi phòng đăng ký, camera nó quay lại hết luôn. Rồi bắt đầu mở cửa ra, rồi nó kéo tủ ra, nó từng đoạn lấy điện thoại quay lại hết rõ ràng luôn. À, thấy chưa? Mà đứa thầy nhỏ nó thường đi đến chùa này đó, hỏi ra là cái gì không? Ghiền game quá, quá ghiền chơi game đó, kiếm tiền để chơi game quý vị. Nên những cái trò chơi này nói là giải trí cho trẻ em, nhưng những đứa thấy đây là cái tác hại cho trẻ em nó quá lớn. Không, tác hại quá lớn luôn. Quý vị ơi, có nhiều người lớn quý vị ghiền game đến mức mà bỏ công ăn việc làm luôn, chơi mà đến mức mà thâu đêm suốt sáng quý vị. Ghê không? Những đứa nói quý vị nghe nghe, chùa mình mà nếu mà cho xài điện thoại đó nghe quý vị, dám trong chùa mình cũng ghiền game. Có cái bà mẹ, bà la hai đứa con, tụi bay bằng đêm không chịu ngủ đâu, cầm điện thoại lướt hoài. Đứa con nó mua chiếc điện thoại mới, nó đưa chiếc điện thoại cho bà, cuối cùng tối bà lướt luôn. Kinh chưa? Bị thấy chưa? Hòa thượng Tịnh Không thì nói đó là đại mai dương đó quý vị ơi. Nhất là mấy cái đoạn ngắn ngắn đó quý vị, lướt hoài luôn, lướt hoài vậy đó. Mà nhiều đứa nít bị bệnh nó gì nè quý vị, cái gì bệnh viện cho thành phố trẻ em nhi đồng mà gì đó, nó đưa lên mấy cái bệnh án mà mấy đứa bé nó cứ gì nè quý vị, không có điện thoại nó cứ làm gì hoài luôn, lướt hoài luôn, bị bệnh luôn. Vậy thấy tiêu hạt giống rồi, thấy chưa? Mấy đứa này mà ghiền game mà bấm điện thoại nhiều, đố mà học giỏi á, 100% bị không giờ học giỏi. Thằng kinh có vấn đề, chơi với khờ luôn mà, cầm điện thoại lướt suốt luôn. Những đứa gặp bà mẹ đó, những đứa nói nè, cô ơi, cô la nó không ngủ, bây giờ cô không ngủ luôn hả? Kinh chưa? Bả lướt luôn. Đúng là cái ma lực kinh thiệt quý vị ơi. Nó nhiều loại hình ảnh quá quý vị, lướt hoài từng đoạn lướt ghiền. Nè. Chưa? Kinh khủng không? Đừng có nói, thà không xài, nhào vô chừng dính á. Nhào vô dính đó quý vị. Nó nhiều trò chơi trong đó quá. Nó nên những đức biết mà không bao giờ xài. Ơi, những đức mà thôi xài biết bao nhiêu điện thoại mà nói, điện thoại nhiều lắm. Điện thoại gì mà người ta không cúng cho xài chi? Có cô Phật tử đó bên Mỹ có nói thầy, con cúng dường thầy chiếc điện thoại,
gọi một cái là con với thầy gặp mặt trực tiếp nói chuyện. Nhưng Đức nói trực tiếp nói chuyện chi vậy? Có lợi ích gì đâu. Nói chuyện thì nói chuyện đi trực tiếp chi, đúng quý vị? Nè. Gặp cái kiểu mà nói chuyện trực tiếp với nhau. À, bữa nay thấy nó mụn kìa, nó che kìa, nói cái đó giết nó kẹt luôn quý vị. Quý vị nó giỡn đâu nghe, nó gọi giết thành quen tật. Nên cái giết điện thoại như Đức đố ai mà gọi được. Vì sao? Vì phá nguồn hoài sao gọi, không xài điện thoại khỏe quá trời luôn, quá khỏe luôn quý vị. Nếu mà nhìn Đức mà xài điện thoại đố mà nói chuyện với ai được á, nó gọi liên tục luôn, hết chuyện này tới chuyện kia ta gọi, trong chùa cũng gọi te tua luôn, báo mình việc này việc kia tối ngày. Còn bây giờ không gọi như Đức được, phải tự làm. Thấy chưa? Đó, khỏe re. Mấy vị thấy nhìn Đức cả chùa nhìn Đức lo cũng được mà, đúng không? Thật sự quý vị biết á, tuy là nói công chuyện nhưng gọi nói chuyện này chuyện kia nó nhiều lắm. Nói giết rồi nó nói tàm xàm âm binh gì, nó nói tá lả âm binh, thấy không? Thôi nghỉ luôn, nhắn tin nữa. Chàng ơi, bây giờ tin nhắn cũng ghê lắm quý vị. Bây giờ cái trang của mình mà tối ngày những Đức nói ông Tâm Nhiên, Đức nói ông có nghe, ông nhắn có ngày đi, ông nhiều chuyện nhiều điều đi, có ngày nó chụp cổ chết. Ừ đó, mấy bà buồn buồn mấy bà cứ lôi cho bà nhắn tin tâm sự, nó thôi nghỉ tâm sự, niệm Phật đi, tâm sự làm gì. Đó. Nên nó nhận Đức mà không coi tin nhắn mà cũng nhắn tin để nhờ thầy coi giùm, nó mệt tôi khỏi coi luôn, mệt thấy ghê, thấy chưa quý vị? Ô nó lôi mình vào cuộc quý vị, ô là quý vị. Nên nhận Đức đúng là cái chuyện mà không xài điện thoại nhận Đức cứng thấy ghê. Trong cái thời cuộc này mà không xài điện thoại là ghê lắm quý vị ơi. Mà không ngờ không xài điện thoại nó khỏe gì đâu, bây giờ mà lại như Đức cho Đức cũng không xài nữa. Xài chi cho nó khổ quý vị. Nên á, những Đức mà đi qua bên kia mà tại hòa thượng công chuyện gì nhiều quá mà nó không biết. Thấy hòa thượng cầm lướt lướt mà thấy bất cười thấy ghê. Ừ, hòa thượng cũng lướt ngộ lắm. Làm nè. Bất cười lắm kìa. Tôi ngồi kế bên nhìn nó mắc cười lắm quý vị. Ông gọi điện thoại á, khi ai gọi hòa thượng mình ngồi kế bên mình thấy hòa thượng làm nè, chọn 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 vậy đó. Rồi nên hòa thượng còn giỏi như Đức, như Đức không biết xài thiệt á. Nên từ đó nó khỏe quý vị. Nên như Đức khuyên quý cô á, có xài điện thoại xài trắng đen, xài trắng đen, thấy không? Còn chiếc điện thoại nào nghe pháp á, lúc nào nghe pháp bật lên nghe. Còn nếu không dùng cái chiếc điện thoại trắng đen nghe gọi khỏe re. Thôi bây giờ ngoài xã hội thì cố gắng rèn mình quý vị ơi, thấy không? Nó bây giờ mà nó quá nhiều ở chỗng rồi, bây giờ mà đụng đâu cũng coi, chứ mai mốt không biết coi cái gì luôn nữa, tạp tâm á, thấy không? Chọn mục tiêu mà học tập, chọn mục tiêu mà học tập cho nó rõ ràng. Bây giờ mà nói thiệt cho mấy đứa nhỏ này, nó học cũng tội nghiệp nó lắm quý vị. Bây giờ học cũng cực lắm quý vị à. Nghe nói mà nhiều đứa đây mà nó thiệt chứ, thứ bảy mà nó đi được đến đây là nó cũng là cha mẹ quyết tâm lắm. Đúng quý vị? Ừ. Mà thấy mà ngồi mà có khi nhiều đứa mà nó làm vậy nè, nó ngáp quý vị, tội nghiệp ghê á. Tại nó học nhiều môn hay sao vị ơi, thấy không? Bây giờ như Đức nói vị một ngày vị nghe 3-4 môn mới bị tu được không? Không hả? Vậy mà bây giờ mà nói bao nhiêu môn mới bị nghĩ nó bỏ vào đốc nó cỡ nào chưa? Kinh khủng nặng căng chưa? Bởi vì mặt bơ bơ bơ. Vị thấy cái mặt như Đức sao lanh chứ hả? Vị thấy mặt như Đức lanh không?
Thấy chưa? Lanh quá trời luôn. Mặc giáo giác áo giác hơn ăn trộm luôn. Quá trời lanh quý vị. Mà trong khi làm bao nhiêu chuyện vậy mà mặc lanh là sao? Tại vì cái đầu óc như Đức nó nhẹ. Con người kia đầu óc nó nặng là mặt nó khờ quý vị ơi. Đó. Vì bị lo buồn là mặt khờ liền à. Bây giờ các cô mà thử lo buồn từng đi, các cô xấu liền á. Xấu liền. Rồi tuần sau các cô thử vui một tuần, các cô đẹp lên liền. Đó. Bây giờ mấy cô thấy không? Đi đến chùa mình viết vào mặt mày cô nào cũng thấy sáng sủa thấy chưa? Tại vì mấy bà công nhận là từ khi đi đến chùa mình tới giờ là phải mấy bà cười nhiều không? Cười nhiều mà. Mà tao nói một nụ cười 10 thang thuốc bổ. Đúng không? Mình cười nhiều là đặc biệt rồi. Đó. Giống như bây giờ nhìn Đức thấy cái bà Chuyển này càng ngày bà càng trẻ nè. Nó thấy chưa? Mà thấy bả nghe nó thiệt nghe. Con bé Ngọc ngồi ở đây con đừng có buồn nghe con. Nhìn mẹ con bả còn vui hơn con. Ừ. Con thấy không? Bả tin hơn cái gì. Bả cười, bả vui đồ, bả nhí nhảnh còn hơn cái gì nữa. Quý vị ơi, đừng có bao giờ nghe quý vị. Đừng có bao giờ mà nói rằng là mình già rồi nghe quý vị. Mình phải tập sống làm sao mà có cái niềm vui đó mới là hạnh phúc cho quý vị. Ừ. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị, bây giờ quý vị làm vợ người ta mà nhìn quý vị bèo nhèo á, mặt mày như con mèo, như con khỉ khô, ai thương quý vị? Chưa chắc thằng chồng quý vị nó thương quý vị đâu. Chưa chắc nó tội nghiệp quý vị đâu. Quý vị phải làm gì làm, nhưng quý vị phải biết dưỡng cái nhan sắc của mình. Hiểu chưa? Mà dưỡng cái nhan sắc hay nhất là cái gì? Là vui á. An lạc cái tâm á. Đó là cách dưỡng nhan sắc hay nhất. Có cái bà này nè, bà gặp Đức, bà nói thầy rõ ràng thầy nói đúng. Con làm quá trời làm luôn thầy, làm với con không ngó ngàng gì đến bản thân con luôn. Thầy biết rằng cuối cùng chồng con nó nói với con câu gì nè thầy. Nó nói tôi đi ra ngoài tôi thấy vợ người ta thấy ham, còn tôi về nhà tôi thấy bà sao tôi nản lòng quá. Khi mà bà nghe câu này quý vị, bà nói bà muốn té xỉu tại chỗ. Trong khi bà quá cực vì một cái gia đình của bà. Bà cực đến mức mà bà không còn ngó ngàng đến bản thân bà gì chứ. Bà không có cái niềm vui gì luôn quý vị. Rồi bà nói thầy coi gương mặt con nè. Thầy nhìn coi gương mặt con thì sao? Nhưng Đức nói nhìn mặt bà giống khỉ khô. Xong á, bà mới giả thiết bà nói nè thầy ơi, nếu như đặt vai trò mà nếu thầy là chồng của con, nó chèn rồi. Bà giả thiết ngộ thế kia. Không mà con giả thiết gì thầy trả lời cho con nghe. Nếu như giả thiết thầy là chồng con, thầy thấy con thì sao? Nhưng Đức nói tôi thấy bà mắc ối. Chèn ơi là chèn. Người phụ nữ như một loài hoa. Thì bây giờ nói chứ sống thì tình thương là được rồi. Cái đó không quan trọng gì mấy. Nhưng quý vị ô. Nhưng Đức hỏi quý vị thích ở cái nhà đẹp không? Quý vị thích ở cái phòng đẹp không? Quý vị thích bằng đồ đẹp không? Vậy là tự hiểu đi. Quý vị cũng phải làm sao cho người ta thấy quý vị mà thấy thương. Thương vô. Ví dụ như bây giờ á, mình làm vợ người ta mà bây giờ người ta đi làm mệt về mà nhìn mình cái người ta thấy cũng khỏe một chút. Chứ bây giờ nhìn mình như con khỉ khô mà bị hỏi thương cái gì mà vô mà thương hả quý vị? Nó tự mà ngồi suy nghĩ. Nên mình tự phế cái nhan sắc mình là người dại khờ. Và tự nhiên bản thân mình mất lòng tin. Tự nhiên trước mọi người mình cũng mất lòng tin luôn. Bây giờ những Đức hỏi quý vị, nếu những Đức đi tu mười mấy năm nay mà bây giờ những Đức còn xấu hơn ngày xưa nữa thì quý vị nghĩ nói cái gì?
đưa cái mặt con khỉ khô ra. Nói cái gì bây giờ quý vị? Những đức nói bảo đảm luôn, cỡ nào cỡ thì bây giờ những đức diễn cho bị cừ được thì cũng những đức cũng phải coi được một chút, hiểu không? Coi được một chút mới diễn cho bị cừ được, chứ bây giờ như con khỉ khô thiệt không có được đâu quý vị. Nằm lên không có được, nói chuyện không có được, chứ làm sao mình tán tháng ăn chay. Bây giờ mà mình ăn chay mà mình ở ốm nhom nhách mà mặt mày bơ phờ mà mình đi ra mà mình gì đi nè, kính chào quý Phật tử. Như đứa hỏi vị làm sao vị nói ăn chay mà đặc biệt được nè, ốm rồi tự nhiên cái tay gì nè, thấy chưa nó. Nên á, những đức khuyên tất cả các cô nghe, làm cực gì làm cực, nhiệt tình thì gia đình nhiệt tình, làm vợ hết lòng thì làm vợ hết lòng, nhưng trước nhất mình phải giữ cho mình một phần nào, hiểu không? Đó là gì? Mình phải có niềm vui nội tâm nè, mình phải nghe pháp, mình phải niệm Phật nè, mình dưỡng tâm mình nè, mình biết dưỡng nhan sắc mình nè. Đó là những ưu thế đặc biệt của người phụ nữ mà người ta cảm thấy cũng quý trọng mình. Nó nói thiệt, cái bà kia bà hỏi như đức, nếu giả thiết thầy làm chồng con thầy thì sao? Như đức nói tôi nhìn vào mắt ôi thấy chưa, mình nói một câu mạnh dạn như vậy để bà về bà dưỡng tâm lại đi. Như đức hỏi bà cực bao nhiêu năm, bà nói là cực 12 năm, 12 năm cực khổ mà bây giờ mặc như con khỉ khô bị chồng chê luôn. Rồi bà có các nhà cửa được, bà nói là tạo ra sự nghiệp cho gia đình tương đối mà bây giờ bị chồng chê. Nhưng đức hỏi bà có hạnh phúc không? Hả? Nhưng đức hỏi chỗ đó, nhưng đức hỏi là bà giờ có hạnh phúc không? Nói không. À, thấy chưa? Nói với bà nghe câu này chưa? Không. Nó đã là tạo cực khổ mà không có hạnh phúc, vậy mới bị tạo làm chi à? Cỡ nào cỡ phải biết dưỡng mình nghe chưa? Phải ăn ngon ngủ yên. Để làm chi? Giống như một loài hoa mà được tưới tẩm từ nước mát vậy. Đó. Dù cỡ nào chăng nữa bản thân mình vẫn có sự tự tin quý vị. Đó. Bây giờ mình thương người ta, mình đeo đẳng theo người ta, mình nhìn mình như con khỉ khô mà nó chê mình là khỉ khô mà. Chèn ơi, bây giờ mấy bà về đây tu mà những đức hướng dẫn mấy bà bu xả, mà bà nào bà nấy như con khỉ khô đố mà chồng mấy bà cho đi đến đây. Không đâu. Mà mỗi lần đi đến đây mà cứ nạp vô cái năng lượng là gì? Bu xả, cách ly, ít ăn ít ngủ, tóc tai không chải, ngủ thức dậy không rửa mặt. Những đức nói với vị biết, người ta chỉ nhìn những đức bằng một cặp mắt là kẻ đáng sợ, làm cho gia đình người ta bị tan nát, thấy không? Nhưng mình tu là mình tu, mình giải thoát là giải thoát, nhưng bản thân của mình phải làm sao trong cái cõi nhân sinh này nhìn mình phải coi được chút, thấy không? Đó. Nên mấy đứa bé nhỏ nhỏ này, con gái này nè, biết dưỡng tâm là sao, này lớn lên đẹp dữ lắm, sáng sủa đẹp lên liền. Cái lớp nhỏ này bây giờ tôi thấy bây giờ năm nay nó lớn quá trời rồi nè. Hồi đó cũng chạy tăng đi theo như đứa, như con nhỏ bấm tim kia vậy đó, chạy theo giật tay á. Bữa nay nó lớn rồi, nó cách xa. Bây giờ mà kêu nó nghe đạo đồ này kia nó hơi xa xa đấy vị, thấy chưa? Nhưng mà gieo chủng tử rồi, cứ nhiều đứa cũng cách xa, gặp là thẹn thùng. Ghê thật chứ, thấy chưa? Nó còn nhóc nhen kia, nó xíu kia đó, vài năm nữa cách xa nữa, hiểu không? Nó nên từ nó đâu, bữa nay gặp mà từ xa làm ghê lắm, làm đủ trò mà tí tí vậy đó. Nó nên từ nơi đó mà đi lại ở đây mấy năm nay con ơi, ít gì phải học được cái đặc biệt một chút. Nó mình á, cỡ nào cỡ nhưng mà có đạo đức nó vẫn là hay đó các con. Cái này là cái 100% có đạo đức là đặc biệt, hiểu không? Đó. Nên á, những đức mong mấy đứa bé nhỏ này về đây á, nhờ cái phước duyên tam bảo gia hộ cho các con, đứa nào cũng có sức khỏe, đứa nào cũng thông minh học giỏi. Nhưng nhớ nghe, đứa nào đi về chùa mình mà siêng lên chánh điện tu nè, siêng nghe pháp nè,
về hiếu với cha mẹ nghe. Thống kê là đa phần đứa nào học cũng giỏi, học giỏi lắm, lạ vậy đó. Còn đứa nào đi đến chùa mà đi lang thang ngoài đường, hoặc là không lên niệm Phật gì hết trơn, lì á nghe, là tự nhiên duyên phước bị giảm đi. Các con á, tự xem lại đi. Nó bữa đó như Đức kể câu chuyện đó, nó bữa đó như Đức kể câu chuyện đó, những Đức giảng ở đây mà nó không chịu qua đây nghe, mà cuối cùng nó qua khu tăng nó giỡn mình, cuối cùng đứng ở chân cây sa la. Cái đứa bé nhỏ nó hỏi đứng cây sa la chi thầy, không biết sao kỳ cục, đứng ngay cây sa la hoài không chịu đi. Hiểu chưa, hiểu chưa? Kinh vậy đó. Giống như có cái phần gì á, dịnh chân lại đi được. Nó nên nó lợi chùa phải ngoan, tới giờ đi ngủ là phải đi ngủ đàng hoàng, chứ không có được mà tới giờ đi ngủ mà chạy đi giỡn nghe chưa. Ừ, nó phải ngoan á thì duyên phước nó lớn dữ lắm. Nên quý vị biết rằng là để lại cho con cái nền giáo dục, đó là cái quan trọng nhất của người làm cha làm mẹ. Nhớ nghe.